Bạn càng học hỏi, bạn càng biết rằng mình không biết gì cả. Nhưng bạn thấy đó, thước đo về địa ngục mà bạn có thể chịu đựng cũng là thước đo về tình yêu thương mà bạn có. Tiền sẽ không mua được hạnh phúc cho người không có khái niệm về điều mình muốn. Cách trèo tốt nhất lên chiếc thang thành công là dẫm lên những bậc thang của cơ hội. Sự thật không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho người tìm kiếm nó mà thôi. Bạn có thể trốn tránh hiện thực, nhưng bạn không thể trốn tránh hậu quả của việc trốn tránh hiện thực. Đạo đức là gì? Cô hỏi. Là sự phán đoán để phân biệt giữa đúng và sai, tầm nhìn để nhận ra sự thật, và lòng can đảm để hành động theo nó, là sự cống hiến cho điều tốt đẹp, và sự nhất quán đứng về phía cái tốt dù phải trả giá thế nào đi nữa.